nè nói nghe nè Nè, nói nghe nè. Có nhiều người tuyên bố thẳng luôn, tôi không bao giờ tin có mà. Có nhiều người nói rằng tôi tin là tại vì họ đã trải nghiệm. Còn những người nói rằng không tin tại vì họ chưa từng thấy qua. Đó là bình thường. Có điều, mỗi lần chúng ta gặp chuyện gì, thì hay cầu xin Chúa hay là Trời, Phật, hay là một đấng thần linh nào đó giúp cho mình thí dụ được tai qua nạn khỏi hay được bình yên nhưng mà gặp chuyện xảy ra quá trời luôn xin hoài không được lúc đó hết hồn hết vía không biết làm sao thôi xin đãi cầu xin có ai đó giúp cho tôi được tai qua nạn khỏi cầu xin ai đó cũng được giúp cho tôi qua được cái chuyện này lúc đó mình không biết không còn chúa không còn phật không cần thần thánh mà mình gọi luôn ai đó có nghĩa rằng ngầm trong lòng nên đã biết có một cái thế lực nào đó vô hình mà không phải là chúa hay phật hay là thần linh vậy thì ai đó là ai chỉ còn có những dông linh hay là mà những người đó có thể là ông bà tổ tiên cha mẹ đã qua đời hay bạn bè mình không biết hay là vất dưỡng ở đâu đó cho nên lúc đó vô hình chung mình tự nhiên tin ma lúc đầu không biết. Mà cậu xin có ai đó. Có phải không đã? Thôi thì có hay không không quan trọng. Ở chỗ chúng ta cùng lắng nghe những trải nghiệm của các bạn đã gửi về cho Việt Thảo. Qua cái email mcviettthao.com để chúng ta cùng đọc lại cho nhau nghe. Đương nhiên những chuyện các bạn gửi về, những câu chuyện trải nghiệm đó có phần mở đầu là tâm tình. Việt Thảo xin đọc hết, coi như đây là lưu lại trong kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam của Việt Thảo, để lưu giữ cho các bạn. OK, ngày hôm nay chúng ta có hai người được chọn ra đó là giàu Nguyễn và Uyên võ. Giàu Nguyễn đã gửi cho Việt Thảo bức thư. đề ngày 24 tháng 4 năm 2021. Nội dung bức thư như thế này. Con xin chào chú Việt Thảo. Con tên là Giàu, năm nay con gần 40 tuổi. Những câu chuyện ma của chú kể rất là hay. Đêm nào vợ chồng con cũng nghe chú kể chuyện mà tự nhiên ngủ rất là ngon. Con cảm ơn chú. Con lớn ở tại Mỹ nên chữ Việt Nam của con không có được đành. Có gì xin chú xem và sửa lại dùm cho con nha. Thật tình mà nói, khi tôi nhận bức thư của giàu, tôi mất mấy ngày để sửa và chỉnh đốn lại cái ngôn ngữ, cái văn chương của Việt Nam, thì tôi có thể đọc lại được. Tại vì qua cách nhìn của chữ viết cái nội dung, thì tôi biết là giàu không đành tiếng Việt nên đã viết câu chuyện của mình bằng tiếng Mỹ. Tại vì đối em, em qua Mỹ từ nhỏ rồi cho nên cái tiếng Việt em không đành, em viết bằng tiếng Mỹ nó dễ hơn. Rồi sau đó em nhờ Google Translate tức là dịch lại. Cho nên cái ngôn ngữ tôi đọc cười lắm luôn. Nhưng mà loán thoáng trong cái cái ngôn ngữ đó, ngôn ngữ dịch từ Google của tiếng Mỹ sang tiếng Việt, tôi hiểu được từng câu, từng chữ và nội dung để tôi sửa lại cho thành câu chuyện đàng hoàng. Bây giờ xin bắt đầu vào câu chuyện. Năm 2003 thì gia đình tôi có một nhà hàng ở Louisville, Kentucky. Louisville là tên của một thành phố và Kentucky là một tiểu bang của Hoa Kỳ. Tôi làm đầu bếp của nhà hàng của gia đình tôi và tôi làm việc liên tục 7 ngày trong tuần, không có một ngày nào nghỉ cả. Từ thứ hai cho đến thứ bảy thì tôi làm từ 9 giờ sáng cho đến 10 giờ tối. Riêng ngày chủ nhật thì tôi làm từ 11 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Tôi làm việc mà không nhận tiền lương liên tục trong 3 năm liền với mục đích là tôi muốn để bố mẹ tôi có được nhiều tiền và mong họ sẽ được nghỉ hưu sớm. Tôi dành hết thời gian cho nhà hàng, chuyện bếp nút. Nhiều đến nỗi tôi không biết cuộc sống của tôi là gì cả. Tôi chỉ sống trong cái nấu ăn và lo cho nhà hàng. Và tôi giống như một người mà người ta hay gọi là workaholic, tức là người bị nghiện công việc, nghiện làm việc, mãi mê công việc, mặc dù lúc đó tôi mới có 20 tuổi mà thôi. Thì trong khoảng 6 tháng đầu làm việc liên tục, cái thời giờ trống còn lại, tôi chỉ biết coi phim. Nhưng mà tôi không đi xem phim ở rạp, mà tôi thuê phim từ Video Blackbuster. Ở đó có cái tiệm cho thuê video, video của người Mỹ. Thì tuần nào cũng vậy, hãy chủ nhật ra lúc 6 giờ là tôi đi thuê phim thật nhiều để tôi đủ xem cho cả tuần. Rồi chủ nhật tuần sau, tôi đem trả phim cũ và thuê phim mới. Cho đến một ngày nọ thì tôi có một giấc mơ. Tôi thấy có một người phụ nữ nói với tôi rằng Chủ nhật này không nên đi trả lại video bởi vì nếu tôi đi trả video trong ngày Chủ nhật này thì tôi sẽ gặp một cái tai nạn thảm khốc. Chỉ là giấc mơ thôi. Cho nên tôi không tin. Tôi trả lời liền. Tôi nói không thể nào. Tôi biết tôi lái xe như thế nào và tôi biết đường đi nước bước từ tôi, từ chỗ tiệm tôi đến cái chỗ blockbuster đó mà. Thì cô ấy mới nói với tôi, hãy nghe lời cô ấy đi, nếu không tin thì hậu quả sẽ khó lường được. Tôi vẫn không tin. Rồi như để chứng minh cho tôi thấy, cô ấy nắm tay tôi và đưa tôi đến chỗ xe của tôi, cái chiếc Kia Spectra của năm 2003. Cô ấy bảo tôi là nếu như không tin cổ thì bây giờ thử lái xe đến Blockbuster và trả lại những video mà tôi đã thuê xem sao. Tôi nghe đồng ý và nghe lời cổ, tôi lấy xe lái đi. Thì trong khi lái xe, tôi thấy rõ ràng hôm nay trời rất là trong sáng quang đảng. Tôi nhìn thấy đường để mà lái rất rõ ràng. Tôi nghĩ chắc không có gì nguy hiểm, nên tôi chỉ biết im lặng và lái xe thì trong khi trên đường lái đến Blockbuster, tự nhiên trời chuyển tối sầm lại, mây đen bay khắp nơi hết. Dạ, thế là tai nạn xảy ra. Xe tôi đã đâm vào một chiếc xe màu trắng và cái dây xích beo an toàn của tôi nó đứt tung ra. Thiệt là bất ngờ và tôi đã giật bắn mình rồi tôi tỉnh dậy. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Lúc đó 7 giờ sáng rồi. Và tôi vẫn nằm đó trong cái nỗi lo sợ dù rằng đó chỉ là giấc mơ nhưng mà sao tai nạn thảm khốc quá rồi thì tôi cũng đi làm nhưng có điều là cái giấc mơ đó nó theo đuổi tôi suốt cả ngày làm việc tôi rất khó tập trung để mà làm và tôi cứ thắc mắc tôi không biết nó chỉ là một giấc mơ hay là một cái điềm báo trước sẽ xảy ra cho bản thân của tôi Tôi nghĩ bây giờ nếu Chủ nhật này mà tôi không trả phim mà tôi để tới tuần sau thì tôi sẽ bị phạt. Tại vì mình trả phim không đúng hạn. Hãy trả phim đúng hạn thì đổi phim mới không bị phạt, chỉ trả tiền mướn phim. Nếu mình để lại coi thêm, coi như là mình mình phải trả thêm tiền mướn của một tuần nữa. Coi như là tiền phạt. Rồi thì suy đi tính lại cuối cùng, tôi quyết định tôi vẫn đi trả lại chúng bình thường mặc dù trong giấc mơ báo rằng tôi sẽ gặp tai nạn thảm khốc. Tôi suy nghĩ, nếu mà bây giờ tôi lái xe từ từ, hết sức cẩn thận, thì làm sao có chuyện gì xảy ra được. Và chủ nhật sau giờ làm việc, tôi đã đem phim đi trả lúc 7 giờ tối. Tại vì Blockbuster sẽ đóng cửa lúc 10 giờ. Bây giờ tôi dư có 3 tiếng đồng hồ, dư nhiều thì giờ nên tôi không có vội giả, tôi chỉ lái xe từ từ. Tôi nhìn bầu trời thì bầu trời vẫn còn quang đảng, vẫn còn sáng rõ. Không có mây mù, không có mưa gió. Tôi vẫn tự nhủ trong lòng, như là tự trấn an mình. Không có gì phải sợ, bất quá đó chỉ là một giấc mơ. Mà hễ là giấc mơ thì nó chưa hẳn đó là thật. Thế là tôi lái xe đến Blockbuster trả phim. Rất bình yên, không có chuyện gì xảy ra. Tôi chọn phim mới và trả tiền thuê phim xong tôi lái xe về nhà trên đường lái xe về nhà tự nhiên tôi nghe giọng nói của người phụ nữ ấy vang lên trong đầu tôi người đó trách tôi nói rằng tại sao không tin người ấy nhắc nhở không nghe lời khuyên nhủ của người đó mà tôi vẫn cố chấp và vẫn lái xe đi trả phim nghe tới đó đột nhiên tôi thấy bầu trời tối sầm lại rồi mây đen kéo đến mà mưa dăng đầy trời. Chuyện hết sức kỳ lạ, mưa gió đột ngột bất ngờ. Rồi tiếng nói đó lại vang lên trong đầu tôi làm cho ốc ác của tôi nổi lên cùng mình hết. Tôi bắt đầu lái xe thật chậm lại. Và trong đầu tôi bất chợt lúc đó nghĩ đến cái chiếc xe màu trắng mà tôi thấy trong giấc mơ, chiếc xe mà tôi đã đâm sầm vào trong cái tai nạn trong giấc mơ đó tôi mới đưa tay sửa lại dây an toàn. Như để trấn an mình, mình đã xích bèo an toàn rồi. Và qua cái màn mưa phía trước, Với cái gạt nước chạy liên tục như thế này, đôi mắt tôi tiếp tục để ý xem coi có cái chiếc xe nào màu trắng phía trước hay không. Tôi vẫn chú ý chạy trong cái cơn mưa tầm tã đó. Vì mãi mê đề phòng phía trước, tôi không để ý. Thấy có một chiếc xe màu đen đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng vượt qua lên trước làn đường của tôi. Có lẽ tại xe tôi chạy quá chậm cho nên nó qua mặt và nó lách qua bất ngờ thì tôi quảng hốt tôi mới lách tay lái qua bên trái. Là cũng vừa đúng lúc tôi thấy cái chiếc xe màu trắng trước ngay đầu xe của tôi. Cái phản xạ tự nhiên là tôi đạp thắng liền và cũng lúc đó chiếc xe tôi đâm vào chiếc xe màu trắng. Trời đất ơi, Tôi cũng không biết là tôi còn sống hay là chết. Tôi lấy tay bấm mạnh vào người. Tôi cảm thấy đau. Như vậy mình còn sống. Cái túi hơi của xe bung ra. Đã giữ tôi lại để tôi không chết. Không đập đầu vào cái vô lăng. Mà dây an đòn toàn thì đứt tùng ra. Cái sợi dây chắc như vậy. Mà cái độ đụng của tai nạn mạnh. đến độ cái dây an toàn bứt ra. Tôi ra khỏi xe thì tôi thấy mọi người vẫn là bình thường tôi thấy xe của tôi thì không còn nguyên vẹn nữa thật là may mắn tôi còn sống và sự đúng. việc đã xảy ra đúng y như trong giấc mơ tôi đã đụng ngay chiếc xe màu trắng giống như chiếc xe màu trắng trong giấc mơ mà tôi đã thấy vậy Trước khi đọc câu chuyện kế tiếp của Dầu Nguyễn thì cho Việt Thảo xin được cảm ơn Dầu Nguyễn đã gửi 20 đô la cho cái kênh youtube của Việt Thảo kể chuyện tâm linh của các bạn gửi về. Tôi có email trả lời là chú đã nhận được 20 đô la con donated cho kênh của chú và chú sẽ cảm ơn trong chuyện mình lại kế tiếp. Nhưng mà Việt Thảo không có cảm ơn trong chuyện bên lề kế tiếp. Mà mãi tới bây giờ, khi thấy được cái email của giàu gửi cho Việt Thảo, thì tôi mới tìm thấy được cái này. Ngày hôm nay xin được cảm ơn giàu nhé Cũng như cảm, ơn các bạn đã donate, tức là yểm trợ cho cái kênh youtube của Việt Thảo về kênh chuyện mà. Xin được cảm ơn. Bây giờ, cái thư này tôi nhận vào ngày 29 tháng 4 của năm 2021. Nội dung bức thư như thế này. Xin chào chú Việt Thảo, đây là một câu chuyện ma khác. Về con, khi con còn nhỏ, câu chuyện gọi là quỷ muốn tôi. Khi tôi 8 tuổi thì gia đình tôi và tôi vừa đến Mỹ năm 1989. Gia đình tôi nhận được sự giúp đỡ từ một số nhà thờ và thuê cho gia đình tôi một ngôi nhà ở Indiana, Indianapolis ở phố chợ. Cuộc sống trở lại khó khăn hơn. Indiana là tên của một tiểu bang tại Hoa Kỳ và Indianapolis là tên của một thành phố. Bố tôi làm việc và nuôi 8 đứa trẻ bao gồm cả ba và mẹ tôi. Trong thời gian đó ông làm việc tới 5 đô la một giờ. À, lúc đó là làm 5 đô la một giờ là lớn lắm. Sau một vài tháng sống trong ngôi nhà đó, tôi cảm thấy có một cái gì đó không được bình thường. Nó có tiếng ồn ào lúc thì chỗ này, lúc thì ở chỗ khác. Rồi có một đêm tôi muốn đi ngủ sớm để tôi có thể đi học ngày hôm sau. Lúc đó là khoảng 9 giờ. Tôi nghe ở bên ngoài cửa sổ có một cái gì đó giống như có ai cầm một cái cây mà đập vào cái cửa sổ. Rồi hết. Tôi nghĩ là anh trai tôi ở căn phòng kế bên đang chọc ghẹo tôi. Tôi không thèm để ý và tôi tiếp tục ngủ. Thì tầm cỡ khoảng 10 phút sau đó, cái tiếng đập đó lại tiếp tục đập lên trên cửa sổ và lần này đập kéo dài cả phút. Như vậy rõ ràng, cái người đập cửa sổ này có lẽ muốn kêu tôi cho nên đập rất lâu tôi nghe tôi cũng bực mình mà cũng tò mò tôi mới bước ra khỏi giường tôi đi bộ đến phòng của anh trai tôi và tôi nói với anh ấy là xin vui lòng đừng có đùa giỡn với tôi nữa tại vì tôi phải đi ngủ sớm để ngày mai còn đi học anh trai tôi mới trả lời là không có ai đùa với em đâu mọi người đều biết em phải đi học ngày mai mà thôi về ngủ đi vì ngày mai còn phải đi học sớm. Tôi quay trở lại phòng của tôi và tôi lấy làm lạ rằng nếu mà cả nhà này với là anh tôi không chọc gẹo tôi thì ai làm? Không lẽ nhà này có ma? Nghĩ vậy thôi rồi tôi tắt đèn đi ngủ. Chưa đầy một phút sau thì cái tiếng đập lên cửa sổ lại vang lên nhưng mà lần này tôi có chuẩn bị rồi nói rằng tôi tắt đèn đi ngủ thực sự tôi đã nằm chờ đợi để coi nó có xảy ra nữa hay không và khi nó xảy ra tôi lập tức phóng nhanh đến cửa sổ mở cửa ra để tôi nhìn ai đập cửa ở phòng tôi khi mở cửa sổ ra tôi không thấy ai cả tôi nhìn bên trái nhìn bên phải tôi nhìn luôn về phòng anh trai của tôi phòng quanh tôi khá xa không thể nào anh ấy chạy về phòng nhanh hơn tôi từ giường tôi chạy đến cửa sổ được. Mà nếu từ phòng phòng của anh ấy dùng cái cây thì cũng không có cái cây nào dài để có thể đánh vào cửa sổ của của phòng tôi như vậy. Tôi mới nhìn xuống bên dưới không có ai hết. Tôi mới nhìn lên trên thì tôi hết hồn, tôi thấy có một cái bóng của một cái gì đó ở trên mái nhà. Tôi hữu thục đầu của tôi vào. Tôi suy nghĩ, cũng có thể đó chỉ là một cái bóng từ các nhánh cây nên không có gì để sợ. Thôi, tôi trở lại giường để tôi ngủ tiếp. Khi tôi nhắm mắt lại chưa kịp ngủ, thì tôi nghe có ai đó gọi tên tôi. Tôi nghe giống như tiếng của chị gái tôi lúc mà đang đi lên cầu thang và chuẩn bị đi ngủ. Có lẽ chị ấy gọi tôi để xem thử tôi có ngủ hay không. Tôi không trả lời chị, Dạ, giống như là tôi đã ngủ rồi. Nhưng mà thật sự tôi chưa ngủ. Tôi nằm im, tôi lắng nghe coi có động tĩnh gì hay không. Tôi chờ một hồi lâu, không có một bước chân. Và dạ, tôi cũng không nghe thấy gì khác sau đó. Cái điều này tôi lấy làm lạ. Nếu mà chị ấy lên cầu thang, chị ấy kêu tôi, Ri, thì chị ấy cũng phải bước vào phòng. Thì tôi phải nghe có động tĩnh gì. Kể cả cam âm thanh khi chị ấy nằm lên giường vậy mà không nghe thấy gì cả. Tôi mới mở mắt ra và nhìn xung quanh. Thì bất chợt. Tôi nhìn thấy không phải chị tôi mà là một con người đang đi về phía tôi. Khi đến gần, tôi càng nhìn rõ hơn. Tôi thấy một người da đen túm lấy tôi và đưa tôi đi. Tôi chỉ biết hét to lên, đến độ tôi bị ngạt thở như bị xuyển rồi tôi bất tỉnh. Và khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện tôi ở trong bệnh viện cũng khá lâu và thời gian trong bệnh viện ngoài các y tá và bác sĩ còn có ba tôi chăm sóc cho tôi vậy mà tôi vẫn không quên khuôn mặt người da đen đã cố đưa tôi đi đó một vài tháng sau đó tôi được xuất viện và về nhà tôi mới thuật lại cho gia đình tôi những gì tôi đã thấy mẹ tôi chỉ biết an ủi tôi mẹ tôi nói con đừng lo, lúc nào cũng có mẹ ở bên cạnh để bảo vệ cho con. Sau đó tôi có nghe mẹ tôi kể với, với bố tôi rằng, có một ngày mẹ ở nhà mà mọi người thì đang đi học ở trường và bố thì đang đi làm. Thì tầm khoảng 12 giờ trưa, mẹ tôi đang nằm nghỉ trưa, nghe có tiếng chị gái lớn gọi mẹ, mẹ ơi mở cửa cho con vào. Mẹ tôi không có trả lời, tại vì trong nhà này chị lớn tôi có chìa khóa để vào nhà thì không lý do gì phải gọi cửa để mở cửa mẹ tôi chỉ thắc mắc một điều tại sao chị cả của tôi giờ này không học ở trường mà lại về nhà rồi sau đó lại có tiếng gọi tiếp tục mẹ ơi hãy mở cửa mẹ ơi xin mở cửa cho con vô nhưng mà cái tiếng gọi đó ở ngoài cửa nhưng mà nó giống như từ một cõi xa xăm nào đó mẹ tôi vẫn giữ im lặng và tự nhủ để thư coi nó gọi bao lâu. Và sau đó, mẹ tôi lại chìm vào trong giấc ngủ trưa. Chiều hôm đó mọi người về nhà thì mẹ tôi có hỏi chị tôi. Thúy à, trưa hôm nay con có về nhà không? Tầm khoảng 12 giờ trưa. Và con gọi kêu mẹ mở cửa cho con có không? Chị tôi nói không, chị tôi vẫn học ở trường. Như vậy thì ai đã gọi mẹ tôi vào buổi trưa hôm đó mà xưng là con và kêu hãy mở cửa cho con vào. Sự việc trôi qua khoảng 2 tuần sau thì uh, gia đình tôi có một vị khách đến thăm. Đó là một người phụ nữ Việt Nam từ nhà thờ đến thăm và xem chúng tôi ăn ở và làm việc như thế nào. Vì nhà thờ có sponsor cho gia đình chúng tôi. Thế là mẹ tôi kể cho cô ta nghe về những trải nghiệm của mình khi có tiếng gọi như vậy người phụ nữ việt nam này lắng nghe và sau đó cô gặp hàng xóm của tôi để hỏi xem về cái lịch sử của ngôi nhà mà chúng tôi đang ở thì cô ta biết rằng trước khi chúng tôi chuyển đến căn nhà này có một người đàn ông da đen vô trong nhà này để tu sửa căn nhà trước khi cho chúng tôi ở và ông ta đã té xuống cầu thang và chết ở trong căn nhà này. Sau khi ông ta chết rồi, thì vài tháng sau, chúng tôi mới chuyển đến ở trong ngôi nhà này. Có lẽ cái người đàn ông da đen mà tôi thấy trong giấc mơ hay đến lôi tôi đi. Có thể nào là người đàn ông da đen, là người thợ sửa nhà đã chết trong căn nhà này. Như vậy thì, cái tiếng kêu mẹ tôi của người chị ra mở cửa, của người con kêu người mẹ ra mở cửa là ai? Tôi không biết. Và chuyện sau đó còn xảy ra nhiều nữa. Nhưng mà, chú ơi, đã một giờ rưỡi sáng rồi, con đi ngủ. Con chúc chú một ngày vui vẻ, và nếu có dịp, con sẽ kể tiếp. Xin cảm ơn. Còn đây là bức thư của Uyên Võ gửi cho Việt Thảo với cái tựa là hai lần gặp ma ở Sài Gòn. Bức thư Việt Thảo cũng nhận vào tháng 4 của năm 2021. Và trước khi đi vào câu chuyện, đương nhiên vẫn là phần tâm tình mở đầu. Xin đọc nguyên văn cho các bạn cùng nghe. Con chào chú Việt Thảo. Đầu tiên con chúc chú Việt Thảo thiệt nhiều sức khỏe nha chú. Con tên là Uyên, năm nay 29 tuổi, con được biết chú từ hồi nhỏ xíu qua những cuốn băng của trung tâm dân sơn. Đến nay thì hai vợ chồng sắp kỷ niệm hai năm quen nhau và cưới được sáu tháng rồi. Và đều mê nghe chuyện của chú. Phải nói cưới về khám phá ra nhiều điều lắm chú ơi. Trước hai tụi con cùng hóng coi kênh của chú Dân Sơn, Food and Travel, từ những clip hồi đó, chú và chú Dân Sơn cùng đi tiệp khắc, tức là Cộng Hòa Xét, cho tới bây giờ vô tình một lần chồng mở con nghe một clip chuyện ma của chú về ma chàm và chuyến tàu hỏa con không nhớ kỳ mấy thế là hai đứa tối nào cũng nghe rồi ghiền luôn lúc thì tối ở nhà ổng ê đích hình đi du lịch ổng chụp cho con lúc thì trên đường lái xe từ sài gòn về quê hay đi du lịch tối đi ngủ không thì lúc ổng ngồi làm việc buổi tối ổng ngồi vừa làm vừa mở nghe mà lại muốn con ngồi kế bên nghe chung cho vui mà ngồi cái ghế ở nhà mỏi lưng quá được lúc con ra xa lâm con nằm <laughs> thế là ổng đi mua cái ghế có cái nệm dựa lưng êm hơn để cho con ngồi ổng muốn phải kế bên để nghe chung ổng mới chịu chứ để nằm một mình sợ buồn mặc dù là công việc mạnh nay nấy làm nhưng mà phải kế bên thấy cái bản mặt nhau lâu lâu nghe trúng cái chuyện gì mắc cười hay thấy ghê là hai đứa quay qua dòm nhau cười thôi con xin bắt đầu chia sẻ những lần con gặp ma cho chú và các bạn cùng nghe. Năm 2010 thì con lên Sài Gòn học đại học năm thứ nhất. Con ở chung với chị hai và hai chị nữa tính ra là trong phòng đó có bốn người. Hai năm sau tức là đến năm 2012 thì mấy chị đã tốt nghiệp hết rồi. Người thì về quê, người thì lập gia đình. Lúc này chỉ còn hai chị em con ở và hai năm sau nữa cho đến năm 2014 thì chị hai cũng về quê làm luôn. Chỉ còn con ở một mình. Cái phòng trọ này ở trong đường cư xá Đồng Tiến ở quận 10. Ở giữa khu nhà là cái giếng trời hình chữ U mà chữ U nó nó dài. Cái giếng trời chữ U nó dài như thế này. Ở chung quanh nó là phòng. Tuy con ở một mình đôi lúc cũng sợ rủi mình gặp phải cái gì đó thì sao? Nhưng mà con ở riết rồi không thấy có gì hết cho nên cũng quen dần. Rồi cũng có lúc con định bụng là tháng sau sẽ dọn ra ở với bạn cho đỡ tiền phòng. Thì cái hôm đó sau khi con học bài xong cũng tầm cỡ 11 giờ. 11 giờ đêm đó tức là 23 giờ là con tắt đèn ngủ để ngày mai dậy sớm đi học. Thì khi nằm ngủ con hay có cái thói quen là con đau lưng vô dắt tường. Còn cái mặt thì quay ra hướng bên ngoài thoáng đẳng hơn. Và con nằm nghiêng bên trái, tay phải con ôm cứ gứa ôm, còn tay trái dắt lên cổ. Nằm như thế này, tạm dậy. Đang lúc thiêu thiêu thì con cảm nhận như là có ai đó đang ngồi ở sau lưng nó bóp cái lòng bàn tay trái con chậm chậm như thế này tại vì con nằm con để cái cái cánh tay trái ôm cổ cái này ôm gối thì cái bàn tay trái nó nằm sau lưng thì có ai đó ngồi ở sau bóp cái lòng bàn tay trái của con nhưng mà ngoài sau đó là cái vách mà thì ai ngồi ở đó mà bóp bàn tay trái được mà lúc này con biết không phải là giấc mơ vì cái cảm giác rất thật không thể nào giấc mơ được Lúc đó cái con đã thức rồi. Con cố bình tĩnh cảm nhận lại để chắc chắn. Thì nó thiệt lắm chú ơi. Y như là có người thật vậy. Lúc đó con nhớ kỹ là khi đi ngủ con đã khóa chốt trong phòng rồi. Mà cái phòng có chút xíu à. Mà con say mặt nhìn ra ngoài. Hãy ai bước vô thì con thấy hết. Mà ở đây không có giường hay cái gì để núp hết. Như vậy thì ai đang ở phía sau lưng mà nắng bóp tay trái của con Như vậy chỉ có ma mà thôi Mà con nằm thì sát vách tường Coi như cái góc vuông rồi Thì con ma nếu ở sau lưng nó ngồi ở đâu Không lẽ nó đu ở trên tường rồi Nó thò tay xuống nó bóp tay con Nghĩ tới đây con thấy thôi Con ngủ trong bụng Chết mẹ rồi Nguyên ơi Và con thử cử động ngón chân Thì ngón chân cử động được Vậy là không phải bị đè như người ta nói. Con mới dung tay trái con xuống trước mặt, rồi con trùm mền luôn, vừa trùm vừa niệm Phật mà không dám mở mắt. Con chỉ sợ nếu con ma nó nhảy xuống trước mặt, chắc con xỉu luôn. Và được một hồi thì con ngủ tiếp tới sáng luôn. Rồi hôm sau, con qua nhà bạn con ở, cho tới ngày con trả phòng luôn và không dám ngủ thêm ở đó nữa. từ năm 2014 cho đến năm 2017 thì con ở với bạn con tương đối là ổn định. Rồi cho đến khi nó có người yêu thì nó lại dọn ra riêng. Rồi con lại tiếp tục tìm người ở ghép. Rồi thì ở được hai ba người nữa. Con thấy sao phức tạp quá. Thôi, con quyết định thuê phòng ở một mình. Dù gì thì năm đó con cũng đã 26 tuổi rồi. Đối với công việc thì con đủ để tự trang trải cho bản thân mình và có thể kiếm được một cái phòng nhỏ gọn cho mình ở mà nó không ảnh hưởng tới ai và cũng không ai làm phiền mình. Tìm mãi được con cũng tìm được một cái phòng ở đường Tô Hiến Thành, quận 10, bên hông trường Đại học Bách Khoa. Bên ngoài, á chủ đang sửa sang lại cho mới, rồi có lắp thang máy đầy đủ tiện nghi, nhưng mà thực sự chủ yếu là để dành cho sinh viên Bách Khoa thuê mà thôi cho nên khu vực này tương đối an ninh khi mà vào xem phòng nước sơn màu ngà hơi cũ con thấy cũng không sao con có thể sơn lại đâu có mấy hồi và phòng lại có một cửa sổ lớn thoáng mát phòng vệ sinh riêng ở trong phòng không phải đi chung bên ngoài nên con ưng ngay không do dự gì cả khi thuê phòng xong trước khi dọn vào con sơn phòng lại toàn bộ màu trắng và dọn dẹp cho thật sạch sẽ rồi tới ngày đầu tiên sau khi đã dọn đồ vào xong. Lúc đó tầm khoảng 6 giờ chiều thì trời mưa rất lớn. Nước mưa chảy thấm vào cầu dao của riêng phòng con. Vì là chỉ có phòng con có cái cầu dao riêng, thế là phòng con bị cúp điện. Rồi cầu dao này lại nằm sát dách ở ngoài phòng nữa. Bị mưa gió lớn quá làm sao sửa được, cho nên phải đợi tạnh cơn mưa thì mới sửa được. Thôi, con đành qua nhà bạn còn ở ké chờ mai bà chủ nhà kêu thợ đến sửa rồi những ngày sau đó thì lâu lâu khi con tắm con nghe như có tiếng ai gõ cửa ở phòng bên ngoài đó gõ như vậy đó con mới lên tiếng kêu đợi một chút đi rồi con mới tắm lẹ lẹ ra xem coi có ai cần gì gõ cửa phòng mình không khi mở cửa ra xem không thấy ai hết. Còn mới hỏi mấy đứa nhỏ ở phòng kế bên, thì tụi nó nói nãy giờ đâu có thấy ai đâu. Bây giờ chú tưởng tượng coi, từ thang máy bước ra, bên phải là cầu thang đi lên, đi thẳng là cửa phòng của mấy em sinh viên đó, bên trái là phòng của con. Tức là từ thang máy ra, quẹo phải đi lên cầu thang thì sẽ là dách phòng của con. Tụi nhỏ này cứ lâu lâu có đồ ăn hay ba má gửi về lên là hay đem qua phòng con cho con. Và con cũng hay nấu cơm rồi kêu tụi nó qua ăn cho vui. Có hôm con off ở nhà bệnh, thì buổi trưa cũng cỡ 12 giờ trưa, 12 giờ mấy. Vậy. Con có nghe tiếng chạy giỡn ở trên tầng trên. Đó là tầng 5, cũng là tầng trên cùng của nhà. Ở trên đó đi cầu thang lên á, thì cùng phía với tầng con là một phòng lớn. Rồi từ cầu thang trở ra trước là phòng thờ và phòng ngủ của bà chủ nhà. Có điều hôm nay là trong tuần. Tụi nhỏ đi học hết. Vậy thì ai chạy dẫn y đùng ở trên đó? Con chỉ biết nghĩ tới đó thôi. Rồi cãi. Chắc nó dẫn một hồi mệt rồi nó cũng im thôi. Con chỉ nghĩ đơn giản như vậy để cho yên tâm không lo lắng rồi chuyện cũng qua đi. Và cũng có nhiều lần khi mà cái thời gian gần sáng đó, khoảng 3-4 giờ sáng, con nghe có tiếng thang máy chạy. Và khi thang máy chạy tới tầng nào thì nó ngừng lại. Có người bước ra, cửa mở bước ra thì cái chuông thang máy gõ tinh. Rồi đóng cửa lại, thang máy tiếp tục chạy đến lầu kế. Nó kêu tinh rồi mở cửa ra rồi đóng lại. Lúc đó con nghe lâu lâu cái tiếng tinh tinh nhưng mà con nghĩ chắc có lẽ ai dậy sớm đi tập thể dục hay đi đâu lâu sớm thôi. Kệ, ngủ sáng còn đi làm. Rõ ràng là con tự trấn an mình bằng cách giải thích ở một cái góc đẹp nhất không có ma quỷ gì đây cả để cho con yên tâm con đi ngủ. Và lâu lâu con có nghe cái chuyện này, nghe chuyện kia hay nghe tiếng động nọ. Và dạ, con cứ cho rằng không có gì cả, không phải đâu. Nếu thật sự là ma, nó muốn nhát mình thì nó đã nhát lâu rồi, chứ không cần bày trò như vậy. <laughs> rồi, thiệt sự tới ngày nó nhát thiệt. Đừng giận với nó. Chú biết con là người con gái Bến Tre mà thuộc hệ rượu còn bia đó thì con được bốn lon là tê tê bắt đầu vui. Còn rượu là con chấp hết, giết hết. Vậy mà cái hôm đó con đi ăn steak với bạn con. Lúc ăn đấy thì con có uống một ly rượu giang. Rồi xong cả đám kéo ra quán cocktail uống cocktail nữa. Mà con chỉ uống có một ly thôi. Và con còn đủ tỉnh táo để tự chạy xe về. Xe về nhà rồi con khóa cửa cẩn thận thay đồ ra tắt đèn đi ngủ. Cho đến giữa đêm, con nằm mơ. Con thấy con nằm say đầu ngược lại. Ngược chiều với con hay nằm ngủ. Tức là bình thường con nằm, con đưa cái tay trái ôm cổ, tay phải ôm gối ôm, lưng dựa vào dách. Thì lần này con nằm ngược lại. Nhưng mà lưng vẫn đối diện với tường. Mắt nhìn hướng ra khoảng trống thì con thấy có dáng một người đàn ông cao, mặc quần kaki, đùi, màu bò. Mà mặc cái áo thun màu xanh giống như áo của mấy anh bộ đội mà hay được phát để mặc. Có điều cái gương mặt của người này, không mắt, không mũi mà không miệng, nó chỉ là liền như thế này. Mà người này có thể đi xuyên qua cửa phòng, đi vào trong phòng con, rồi bước qua người và nằm sau lưng của con mặc dầu sau lưng con là cái giấc tượng, con nghĩ chắc là giấc mơ thôi. Vì mọi thứ tuy rằng nó giống hệt ở ngoài nhưng mà có cái cảm giác gì đó nó không thật. Nếu thật thì làm sao mà thấy được? Con mắt mình đang ngủ mà đâu có mở đâu mà thấy. Mà trước khi đi ngủ thì khóa cửa rồi ai mà vô được? Mà nếu chắc mơ, nếu trong giấc mơ, thì nếu thấy ma thì nó chỉ là giấc mơ thôi. Kệ, nằm im ngủ tiếp. Đó, cái tánh của con là như vậy. Hãy gặp sự việc nào xảy ra, giải thích cho nó rõ ràng, cặn kẽ, rất là logic. <laughs> Nhưng mà không biết nó thiệt hư như thế nào. Nhưng mà giải thích để mình yên tâm, mình đi ngủ tiếp. Nhưng mà có ngủ được đâu. Con mới thử cựa mình, thì lúc này con mới có cảm giác là nó có một cái khối thịt ở phía sau lưng mình đụng phải chứ không phải là trong giấc mơ rõ ràng là có ai đó nằm ở sau lưng nhưng mà nó êm như cái gối ôm giống như là con đang ôm cái gối ôm mà ngoài trước con là con đang ôm cái gối ôm của con như vậy thì sau lưng còn một cái gối ôm nào nữa đây không lẽ con bỏ cái gối ôm của con sau lưng thì cái gối ôm ngoài trước này là cái gì? Lúc này thì con tỉnh giấc thật sự rồi, không giấc mơ nữa. Nhưng mà con mắt con vẫn nhắm nghiền, con không mở được, nhưng con đã tỉnh rồi, con không còn ngủ nữa. Và con vẫn không tin là mình đã thức. Con mới cựa quậy thêm một lần nữa, thì quả thực có ai đó đang nằm sau lưng của con. Như vậy đúng là nó rồi. Lúc này con mới bắt đầu sợ. Con muốn mở mắt ra nhưng mà mở không được. Chỉ có con nằm đây và nó nằm sau lưng. Con chỉ xin khấn giái một điều là đừng có nhát nữa. Lúc đó con, con khóc. Con vừa sợ, con vừa lo. Tại vì nó nằm ngay sau lưng mình, mình không làm gì được nó, bây giờ phải làm sao? Con khán giái nó một hồi thì rõ ràng vía con thấy nó bước ngang qua người con rồi đi ra cửa rồi xuyên tường ra ngoài. Lúc này thì con mới giật mình một cái và mở mắt ra được. Thì lúc đó trong phòng con vẫn tối đen. Con ngồi dậy con bật đèn và con thức luôn tới sáng. Nhưng mà con lúc nào cũng tự nhủ nó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng mà giấc mơ quá thật. Sau đó thì con cũng qua bạn con ngủ ké vài ngày. Nhưng mà ở được hai ngày thì cũng ngại rồi đi về. Con tự trấn an nữa. Có lẽ là do mình mệt nên nằm ngủ, thấy mơ mà thôi. Rồi trải qua một tuần sau đó, con ngủ êm ả, không có chuyện gì xảy ra. Cho đến một hôm thì cái nhóm tụi con trên công ty được sếp bao xe để đi châu đốc để cúng bà thì trên đường đi mỗi người góp một chuyện ma thì con có kể những chuyện đã trải qua trong nhà đó thì ông sếp con kêu thôi mày về đó ngày rằm hay mùng một chịu khó đi nấu miếng cháo lõn rồi đốt nhang để trước cửa phòng tại vì mày vô ở mà không có chịu cúng ở trên nhà có bàn thờ mà mày không có lên đốt nhang nên nó phá đó nghe xong con tưởng tượng Thà không cúng từ đầu thì thôi. Chứ bây giờ nghe lời sếp mà về cúng. Lỡ tháng nào quên cúng. Đang ngủ. Nó gõ cửa nó kêu. Quyên ơi cho tao cháo tao đói. Chắc còn xóng luôn quá chú Thảo ơi. Vẫn chưa hết đâu. Sau cái lần đó. Thì con bắt đầu liên kết lại những lần nghe tiếng thang máy lúc gần sáng. Khi vô tới nhà chưa ở thì chỉ duy nhất phòng con bị sự cố điện phải ba ngày sau mới dọn vô được. Rồi những tiếng gõ cửa, rồi những tiếng rần rần chạy trên lầu. Rồi cộng thêm thực tế là bà giữ xe ở đây rất chặt. Sáng nào đi sớm mà xe mình bị dắt tuốt vào trong là phải dời từng chiếc ra, riết xe chạy hết. Rồi cái phòng ở gần lộ, nên tối nghe xe tải chạy nữa, nên con quyết định chuyển chỗ ở lần nữa. Nhưng mà tìm nhà vẫn chưa ra. Hôm đó thì công ty con đi team building hàng năm. Mà đi xa khách từ Sài Gòn ra Nha Trang. Đi chơi đã đời, về tới Sài Gòn là gần 11 giờ khuya. Dừng ở công ty ở đường Cộng Hòa gần sân bay Tân Sơn Nhất. lay quay soạn đồ, rồi tạm biệt mọi người này kia thì về đến nhà cũng gần 12 giờ đêm. Còn phải đóng cửa cẩn thận, rồi rửa mặt tay chân, mệt quá, mới nằm ngủ luôn thì lần này y như lần trước mình vẫn thấy nằm ngược đầu bình thường nằm bên trái bây giờ thấy say đầu lại bên phải rồi vẫn thấy nó nữa nó xuyên tường nó bước vô rồi nó bước qua người con và nó lại nằm ngay sau lưng của con lần này con không dám cựa quậy nữa mà nó cựa quậy tại vì từ sau nó mới để cái tay lên cổ của con Chú ơi, chú rõ ràng cái bàn tay đàn ông, nó to, nó lạnh, nó để yên như vậy trên cổ con. Lúc đó nước mắt con tuôn ra, con chỉ biết khóc thôi. Con niệm Phật xin chúa cầu cứu hết, rồi con cầu nó luôn. Con nói mày làm ơn tha cho tao đi, đừng có nhát nữa. Làm ơn lấy cái tay xuống. Rồi cuối tuần này tao sẽ chuyển đi liền, không còn ở đây nữa. Làm ơn đừng nhát nữa, trong lòng con nghĩ như vậy nói như vậy với nó năn nỉ nó mà thiệt nó nghe chút xíu thôi nó buông tay ra con tưởng nó nghe con xin nó nó bỏ ai dè nó để tay lên cái eo con trời đất ơi trời đúng là ma thật rồi con muốn bật dậy để mà chạy nhưng mà toàn thân lúc này cứng đơ không làm gì được con chỉ biết nằm im và khóc lần này nó để tay lên eo của con rất lâu rồi sau đó nó cũng buông ra và nó đứng dậy đi ra nhưng lần này con thấy nó còn quay lại nhìn con nhưng là vẫn cái khuôn mặt không có gì hết không mắt không mũi không miệng chỉ là một miếng da đắp lên mà thôi giống như cái gương mặt bị cháy liền hết không có cái gì hết Cô suy nghĩ hoài nếu mà mình chỉ một lần trong giấc mơ thì đó là giấc mơ. Mà hai lần giấc mơ mà giống hịch như nhau thì làm sao gọi là giấc mơ được. Quả thật là gặp ma rồi. Qua ngày hôm sau con mới tức tốc tìm nhà và qua bạn ngủ không dám ngủ lại đó thêm một đêm nào nữa. Đúng một tuần sau con tìm được chỗ và con chuyển đi luôn. Dù chưa hết hợp đồng 6 tháng con mới năn nỉ cô chủ cho con lấy lại tiền cọc vì công ty con chuyển tuốt qua quận 7. May là cô cũng thương mà cho lại. Chứ không lẽ, con nói với cổ là, cô ơi, nhà này có ma. Sau này khi bình tĩnh lại, con mới nhớ là, lúc trước, con có gặp một người ở bên Trà Vinh. Cậu có nói là cuộc đời con kỵ nhất là con số 4. Nhà, cửa hay xe cổ bất cứ thứ gì, phải né con số 4 đứng đầu. Vậy mà cái nhà đó con thuê là địa chỉ chỉ 4 x 4 x 4 x x còn ở tầng số 4 và phòng 401. Chuyện của con tới đây là hết. Con còn nhiều chuyện nữa nhưng để con có thời gian con viết tiếp nha. Ông chồng con cứ kêu con meo chuyện ma nhà trọ dê để qua giọng kể của chú Dịch Thảo xem có hề không. Chứ vợ kể, vợ kể nghe hề quá. Chồng con thuộc diện chưa thấy ma nên chưa sợ và không có mê tín dị đoan. Từ ngày nghe chuyện chú thì cũng hơi lung lay xíu nhưng chỉ là chút xíu thôi. Ông kêu ông muốn gặp để coi hình thù như thế nào, trải nghiệm đó như thế nào mới tin. Chứ nghe kể có khi chỉ là tưởng tượng nhìn này ra kia. Còn mới nhủ phải gì có con ma nào nghe được nhát chỏng một bữa cho ông biết với người ta con cảm ơn chú việt thảo đã đọc thư của con hai vợ chồng con chúc chú có thật nhiều sức khỏe để có thể kể những chuyện ma có thật cho mọi người nghe và bớt bị những hiện tượng xung quanh lúc kể chúc chú ăn ngon ngủ ngon và luôn vui vẻ nha chú thank you and i love you Quý vị và các bạn vừa theo dõi kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 615 với Việt Thảo. Qua hai bức thư của Giàu Nguyễn và Uyên Võ, Việt Thảo đã đọc lại những chuyện tâm linh mà các bạn đã trải nghiệm cho quý vị cùng nghe. Một lần nữa xin được cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị qua những câu chuyện tâm linh kế tiếp của các bạn đã gửi về. Thank you and I love you. phòng bệnh hơn chữa bệnh cho nên mình phải đi bác sĩ để khám định kỳ hay tổng quát để coi có bệnh gì không để mà mình biết là mình trị còn hơn đợi bệnh phát tác rồi mới chữa cũng như người ta nói rằng phòng cháy hơn chữa cháy nên coi chừng củi lửa đề phòng quả quạng chứ đừng đợi quả quạng rồi mới chữa lúc đó nhà nó cháy tan quang rồi thì bây giờ thêm cái câu là phòng dột hơn chữa dột mình phải đề phòng nước nó vô nhà làm hư đồ đạc hay ảnh hưởng đến đời sống của mình còn hơn đợi dột rồi mới đi lột mái thì nó đã quá trễ dạ đúng rồi thì bây giờ muốn vậy thì phải làm sao dạ muốn vậy thì uh, quý vị có thể gọi cho con uh, uh, công ty A Plus Roofing số điện thoại là 832-738-9630 để con có thể inspect cái mái nhà của uh, mọi người Cái mái nhà không chỉ là cái mái nhà mà nó còn bảo vệ cái tổ ấm của mọi người nữa đúng rồi yeah. Mái chùa che chở hồn dân tộc nhưng mà mái nhà che chở mái ấm gia đình nha dịch thảo hân hạnh giới thiệu công ty A Plus Roofing của bảo sẽ chăm lo cái mái nhà của chúng ta nè nói nghe nè Ở Ổ Giá Việt Nam Cuisine là cái mến, để Việt Thảo gặp gỡ tất cả mọi người.